Hello, xin chào các bạn. Đây là đồ chơi của bạn Tâm mới mua. Vâng, tí nữa về sau. Đây, nhiều đồ chơi lắm đấy, đẹp lắm. Bạn Tâm chọn đấy, lúc nãy ghé vào cái chợ chỗ km 21, chợ Trung Hạ. Nên là bạn Tâm mua đấy. Này, bếp ga này. Để nấu lẩu à? Đây là nồi nấu lẩu à? Này, ui giời, nồi đẹp thế, nấu trứng à, ui có quả trứng này, cái đồng hồ này, nhiều đồ chơi nhỉ, kính này, ui điện thoại này, lắp pin vào đi, lắp pin rồi, ui giời cái xào nấu này, ui giời kêu luôn à, ui có cái rổ này, cái giỏ sách này, cái làn này, đẹp thế nhỉ, cái này là cái gì, à cái này là bếp từ này. Ừ, như là bếp ga này. Đây là nồi áp suất này. Ừ, trời. Đây là nồi cơm điện à. Ừ, nồi cơm điện này. Nồi cơm điện. Đẹp thế, xem cái này là cái gì này. Đây là lò vi sóng à. Ừ, bạn Tâm nhiều đồ đẹp thế nhỉ. Bát đâu? Không có bát à. Ôi, lại còn mua hai cái nhẫn này nữa đúng không? Nhẫn gì đây? Nhẫn công chúa với bếp ba. Công chúa à? Đúng rồi. Nhẫn Kitty. Đây nhẫn màu Kitty à? À đúng rồi này, đẹp thế. Nhẫn Kitty thôi mà. Đây nhẫn công chúa này. Mình không kể ở đây. Ui, nhiều này, dao này, dĩa này. Bàn sản đấy nhỉ. Đấy, để nấu nướng đấy. Cái này là cái gì đây? À, của súp lơ à? Súp lơ. Ôi, đây tủ lạnh à? Ô, đẹp thế, tủ lạnh này. Tủ lạnh nhé. Rồi để lau chùi đi, để lấy rẻ lau đi nhá. Đây là cái mùi nấu ăn này. Bàn sản này. Mùi này, dao này. Giống cái dĩa ấy nhỉ? Đéo cái dĩa đó. Bạn Tâm nhiều đồ chơi nhỉ. Bạn Tâm mua nhiều nhất đấy, đúng không? Ừ? À, cái này không mở được. Họ để nguyên như thế con ạ. Rồi. Cái đó là mở được. Hôm nay con mặc áo xinh gái đấy, mặc quần đẹp thế. Đứng lên bước xem nào. Hello à, à đúng rồi. À, xin chào tạm biệt mọi người nhá. Bạn Tâm mới mua đồ đẹp đấy.